chào quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Thời sự thứ tư ngày 15 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp đoàn Hội đồng Kinh doanh EU ASEAN và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 12 năm 2022 và tháng 1 năm 2023. gặp mặt lãnh đạo các tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang học tập tại Sơn La. Bắc Yên phấn đấu từ nay đến năm 2025 sẽ đón khoảng 300.000 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam để trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU. Tại buổi tiếp các đại biểu bày tỏ vui mừng khi EU đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 5, thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong khối ASEAN. Đặc biệt, hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA là động lực quan trọng giúp thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU liên tục tăng. Năm 2022, kim ngạch thương mại đạt 62,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,8% so với năm 2021. Đại diện các doanh nghiệp châu Âu và lãnh đạo các bộ ngành Việt Nam trao đổi một số vấn đề hai bên cùng quan tâm liên quan tới chính sách cho điện gió ngoài khơi, quy hoạch không gian biển quốc gia quy hoạch phát triển điện 8, lộ trình cải cách lĩnh vực y tế và danh sách thuốc thuộc danh mục bảo hiểm chi trả, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài. Cùng với giới thiệu các thành tựu và định hướng lớn phát triển kinh tế xã hội Việt Nam, Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp EU tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong triển khai ba khâu đột phá chiến lược, thúc đẩy ba động lực phát triển: đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng. Hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn đầu tư tài chính xanh và công nghệ cao phục vụ nhu cầu phát triển bền vững trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển cơ sở hạ tầng, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng. Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp Việt Nam EU cùng nỗ lực triển khai hiệu quả hiệp định EVFTA, có tiếng nói tích cực vận động các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA và EU xem xét tích cực sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Chiều qua, các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 12 năm 2022 và tháng 1 năm 2023. Trong hai tháng vừa qua, tại một số địa phương đã xảy ra 11 vụ việc vi phạm trong công tác quản lý đất đai, 25 vụ việc liên quan đến ô nhiễm môi trường, trong đó nổi lên là vụ việc của 296 hộ dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai khiếu kiện đông người về các dự án điện gió trên địa bàn có dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự cần quan tâm giải quyết Trước vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng đây là vấn đề mới phát sinh, Bộ sẽ giả soát và đưa ra giải pháp sớm nhất. Bộ Công Thương thì cũng tiếp thu ý kiến của Ban Dân Nguyện thì chúng tôi cũng xin cũng đang trong quá trình giả soát để có ban hành hướng dẫn thêm các cái quy chuẩn tiêu chuẩn liên quan đến các cái vấn đề tác động từ các cái cánh quạt tua bin cũng như là bản thân các cái cột gió để đảm bảo được cái sự an toàn đối với người dân. Phát biểu tại phiên họp liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Nie cho biết Hội đồng Dân tộc đã có theo dõi nắm tình hình, đồng thời sẽ phối hợp với Ban dân nguyện để theo dõi đôn đốc giải quyết. Hội đồng Dân tộc thì sẽ tập trung trong cái việc phối hợp cùng với lại tiếp xúc với hội dân cũng như là phối hợp với địa phương và Ban dân nguyện trong cái việc xử lý, sẽ theo dõi và đôn đốc cái việc giải quyết này. Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với các nội dung kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban dân nguyện tiếp thu ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện báo cáo, xin ý kiến các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, qua đó gửi đến các cơ quan để tiếp tục theo dõi việc thực hiện. Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần sớm chuẩn bị thông báo dự thảo kết luận kèm theo để Tổng Thư ký Quốc hội ký ban hành. Tối ngày 14 tháng 2, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh đã gặp mặt các đồng chí lãnh đạo các tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đang học tập tại Sơn La. Trong không khí hữu nghị, thắm tình đoàn kết, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nồng nhiệt chào đón các đồng chí lãnh đạo của các tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đang học tập tại Sơn La. Đồng thời khẳng định, công tác đào tạo tiếng Việt nói riêng và đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nói chung là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh Sơn La nhằm thực hiện kế hoạch triển khai thỏa thuận cấp cao Việt Nam Lào năm 2023 và giai đoạn 2021 2025, chương trình hợp tác giữa Sơn La với 9 tỉnh Bắc Lào. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng các đồng chí lãnh đạo các tỉnh của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đang học tập tại Sơn La sẽ gặt hái được nhiều thành tích trong học tập và là nhân tố tích cực góp phần vun đắp truyền thống quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và thủy chung trong sáng giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước trong giai đoạn mới. Đại diện cho các đồng chí lãnh đạo các tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đang học tập tại Sơn La, đồng chí Sạo Lụ Ly Phôm, Thông Si, Phó Bí Thư tỉnh Ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phong Sa Lì, bày tỏ niềm xúc động và cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của các cấp các ngành tỉnh Sơn La đã tạo điều kiện môi trường thuận lợi trong học tập và sinh hoạt quá trình học tập tại tỉnh sơn la là thời gian để tích lũy cả về kiến thức và kinh nghiệm thực tế để khi hoàn thành chương trình học tập trở về nước sẽ ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đóng góp tích cực cho việc giữ gìn phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước việt lào nói chung sơn la với các tỉnh của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào nói riêng triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Sơn La lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ thành phố Sơn La đang tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp, phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2025. Để thực hiện mục tiêu phát triển thành phố Sơn La theo định hướng đô thị loại 1, thành phố Sơn La tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, trong đó tập trung giả soát, mở rộng quy hoạch đô thị và đầu tư đồng bộ từ đô thị đến nông thôn, phát triển kinh tế đô thị gắn với bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu quan tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đẩy nhanh phát triển các ngành dịch vụ thương mại thu hút các thành phần kinh tế đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc xây dựng đô thị thông minh hướng tới chính quyền số kinh tế số và xã hội số đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ thông tin vào việc quản lý của các cơ quan quản lý hành chính và trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội tăng cường đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội xây dựng thành phố sơn la bình yên thân thiện đáng sống chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trọng tâm là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế đô thị gắn với phát triển văn hóa xã hội nâng cao mức sống của người dân đưa thành phố sơn la vươn tầm cao mới trở thành vùng động lực trong phát triển của tỉnh sơn la và tiểu vùng tây bắc Ngày 14 tháng 2, Công ty Cổ phần Cao Su Sơn La đã tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023. Giờ hội nghị có lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam, lãnh đạo một số sở ngành và các huyện trong quy hoạch trồng cây cao su của tỉnh. Năm 2022, Công ty Cổ phần Cao Su Sơn La đã đưa vào khai thác trên 4.500 hectare cây cao su trong tổng số 5.471 hectare cây cao su đã trồng. Tuy nhiên do gặp một số khó khăn vướng mắc và thiếu lao động nên thực tế chỉ khai thác 3.859 ha, sản lượng mủ đạt trên 4.400 tấn. Để bảo đảm việc làm và thu nhập cho công nhân, công ty đã tập trung các giải pháp khắc phục khó khăn ổn định sản xuất, kinh doanh, triển khai các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, khai thác vườn cây và chủ động đầu ra cho sản phẩm. Trong năm, nhà máy chế biến cao su Sơn La 28 tháng 10 đã chế biến được trên 8.300 tấn mủ SVR10, trong đó chế biến hơn 4.200 tấn mủ khai thác, chế biến gia công cho công ty cổ phần cao su Lai Châu và Điện Biên 4.000 tấn. Các chỉ tiêu phân tích sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn và được cấp chứng chỉ ISO 9001-2015 và ISO 14001-2015, đồng thời xuất bán trên 4.400 tấn mủ, doanh thu hơn 151 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 11,7 tỷ đồng. Năm 2023, công ty sẽ đưa vào khai thác 4.563 hecta cây cao su, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, phân đấu sản lượng khai thác chế biến đạt 4.750 tấn sản phẩm và gia công chế biến 5.000 tấn cho công ty cổ phần cao su Điện Biên và Lai Châu. Thu nhập bình quân công nhân đạt 6 triệu đồng một người một tháng. Phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết khó khăn vướng mắc bảo đảm an ninh trật tự vùng quy hoạch trồng cây cao su. Nhân dịp này, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc cho công ty cổ phần Cao su Sơn La, tặng bằng khen cho 32 cá nhân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tặng bằng khen cho 3 cá nhân. Đợt giết hại kèm sương muối vào cuối tháng 1 đầu tháng 2 vừa qua đã khiến hàng chục hecta diện tích trồng cây cà phê trên địa bàn tỉnh Sơn La bị hư hại. Ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn và chính quyền địa phương đang triển khai nhiều biện pháp giúp người dân khắc phục tình trạng này. Thống kê sơ bộ, đợt sương muối này gây ảnh hưởng hơn 11 hecta diện tích trồng cà phê tập trung tại xã Trường Cọ của thành phố Sơn La. Sương muối gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của các hộ dân trên địa bàn. Có những vùng sản xuất hơn 1 phần 2 hoặc gần như toàn bộ diện tích cà phê bị chết cháy do ảnh hưởng của sương muối. Hiện tại, ngành nông nghiệp và các cơ quan chuyên môn của địa phương đang theo dõi tình hình vườn trồng cà phê để đánh giá mức độ hư hại đồng thời đề ra những biện pháp hướng dẫn người dân khắc phục tình trạng trên cũng như phòng ngừa các đợt rét hại sương muối diễn ra trong thời gian tới. Theo thống kê, thành phố Sơn La có diện tích trồng cà phê gần 5.000 hecta, giá trị sản xuất trái cà phê tươi mỗi năm đạt từ 500 triệu đến gần 1 tỷ đồng, chiếm 46% tổng giá trị sản xuất các loại cây trồng chính, giá trị sản xuất bình quân đạt từ 150 đến 200 triệu đồng trên một hecta. Phát triển giáo dục nghề nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững của đất nước. Để tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của giáo dục nghề nghiệp, chính phủ đã xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045. Theo quy hoạch đến năm 2025 có 1.800 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm 400 trường cao đẳng, 400 trường trung cấp, 1.000 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 3 trường thực hiện chức năng trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao, 4 trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao, có 70 trường chất lượng cao, trong đó 40 trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN 4, có 3 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20. Quy mô tuyển sinh đạt từ 2 triệu 500 đến 2 triệu 700 lượt người mỗi năm, trong đó trình độ cao đẳng trung cấp chiếm khoảng 25%. Đến năm 2030 có 1.700 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 6 trường thực hiện chức năng trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao, 12 trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao. Cùng với đó, đến năm 2025 có 980 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, đến năm 2030 có 850 cơ sở, trong đó có 90 trường chất lượng cao, 60 trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN 4 và 6 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20. Trung tâm chính trị huyện Mộc Châu vừa tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và bồi dưỡng chuyên đề chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho 88 học viên thuộc 25 chi đảng bộ trên địa bàn huyện. Tham gia lớp học, các học viên đã được nghiên cứu 11 chuyên đề theo hướng dẫn và quy định của ban tuyên giáo trung ương và 4 chuyên đề chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, gồm chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, cơ sở hình thành phát triển chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong lịch sử, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, các học viên còn dành thời gian đi tìm hiểu thực tế tại địa phương, thăm và dân hương tại di tích lưu niệm trung đoàn 52 Tây Tiến, di tích lịch sử văn hóa đồn Mộc Lị. Qua đó, học viên có thêm hiểu biết về lịch sử địa phương, tự hào về truyền thống đoàn kết trong chống giặc ngoại xâm, củng cố tình yêu quê hương đất nước, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục con người Việt Nam để hội nhập quốc tế qua chương trình học tập giúp các học viên được rèn luyện thêm về phương pháp làm việc khoa học kỹ năng hoạt động thực tiễn từ đó phát huy vai trò đảng viên mới xung kích thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh Thưa quý vị, những năm gần đây ở thiên đường Mây Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, có khá nhiều bạn trẻ ghé thăm để khám phá trải nghiệm, và thật thú vị là trong số những người trẻ ấy, một số bạn đã lựa chọn lên rừng và ở lại tà sùa để hướng dẫn người dân bản địa cùng làm du lịch. Họ đang từng ngày gom những đám mây nhỏ để tạo thành những đám mây lớn, xinh đẹp và hấp dẫn hơn, đưa tà sùa trở thành mảnh đất đáng sống. Đôi vợ chồng trẻ Huy và Nhung đã rời thành phố Hà Nội lên trên này gần 2 năm để lập nghiệp. Ban đầu, họ gặp không ít khó khăn vì bất đồng ngôn ngữ với người dân bản địa. Bây giờ thì đã quen rồi. Những người dân địa phương được họ thuê về phụ giúp hướng dẫn cách làm du lịch. Bà con thì thu nhập và cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Nên uh, lên đây thì mình cũng muốn là sẽ đem lại cái nguồn thu rồi uh, bà con sẽ tiếp xúc nhiều hơn với uh, cái việc làm kinh tế, nhất là làm du lịch. Trước kia chưa có các homestay về với lại cuộc sống gia đình của tôi chưa có du lịch thì mức thu nhập của tôi chỉ rơi vào khoảng 4 đến 5 triệu một tháng thôi. Nhưng từ khi có hôn Tây đến đây để mở du lịch, với đặc biệt là làm văn Huy thì thu nhập của tôi rơi vào tầm khoảng hơn 10 triệu một tháng. Tôi cảm thấy rất hài lòng với công việc này và đặc biệt là thu nhập của tôi nó ổn định hơn nhiều. Nghĩa là một trong những người dưới xuôi lên vùng núi non hùng vĩ, tà sùa với quyết tâm góp phần thay đổi vùng đất khó homestay của anh luôn là địa chỉ tin cậy và làm hài lòng khách lưu trú. Bình quân, mỗi tháng cơ sở của anh đón khoảng 500 lượt khách. Ở đây là một cái ở vùng đất rất là nên thơ và em cảm thấy là đây là một nơi cũng khá là đáng sống bởi vì không khí rất là trong lành này, con người rất là thân thiện và cái sự phục vụ đặc biệt là phục sự phục vụ của homestay thì rất là chu đáo và các anh chị lúc nào cũng luôn nhiệt tình và support du khách hết mình vì vậy đấy là cũng là một cái điểm cộng rất lớn và chúng em thật sự rất là hài lòng khi mà đã tin tưởng và lựa chọn homestay của mình là nơi nghỉ trong những ngày qua khi tôi bắt đầu ở trên này ấy, thì tôi lưu giữ lại những cái căn nhà cũ của người Mông đặc biệt là những cái nhà họ đã dựng sẵn và tôi cũng phát triển những cái căn nhà nhỏ xung quanh là bằng chất liệu bằng gỗ thân thiện với môi trường và giữ cây giữ cối hết chứ cũng không can thiệp xây dựng bê tông nhiều. Hiện tại, khu Thiên Đường Mây Tà Xùa có khoảng gần 30 homestay, đa phần là người ở dưới xuôi lên xây dựng. Họ đã mạnh dạn bỏ phố lên rừng và đang từng bước đánh thức tiềm năng du lịch của vùng đất này. Mình thì Ừ, nhận ra được cái vẻ đẹp của 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 tây bắc và mình nghĩ là uh, có một cách để có thể là uh, làm thay da đổi thịt của một cái vùng đất hoang sơ như thế này bằng cách là uh, bán đi cái vẻ đẹp và để cho du khách thưởng ngoạn thì là uh, vô hình chung thì mình sẽ uh, tạo được những cái uh, điều kiện tốt hơn để bà con có thể đem những cái sản vật của vùng mình đem quảng bá với du khách và bán được cái giá cao hơn tuyên truyền cho người dân là song song phát triển du lịch thì đồng thời giữ gìn cảnh quan môi trường và phát triển một cách bền vững và đặc biệt là cái cái bản sắc văn hóa dân tộc thì chúng tôi cũng phải chú trọng để giữ gìn. Những người trẻ bỏ phố lên rừng đã khiến vùng đất hoang sơ nhiều tiềm năng này được đánh thức. Những đám mây tà sùa không còn bay vô định mà đã trở thành thứ đặc sản để tà sùa hút khách. Địa phương này đang phấn đấu đến năm 2025 sẽ đón khoảng 300.000 lượt khách đến tham quan. Xác định tạo việc làm cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo, những năm gần đây, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ các giải pháp, chính sách hỗ trợ nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai có hơn 14.700 hộ và hơn 67.300 nhân khẩu. Dân số trong độ tuổi lao động và có khả năng lao động là 42.084 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 57% và số lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 90%. Năm 2023, huyện phấn đấu tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động, trong đó lĩnh vực nông nghiệp là 470 lao động, công nghiệp 250 lao động, xây dựng 200 lao động, thương mại dịch vụ 130 lao động, du lịch khách sạn nhà hàng 35 lao động, xuất khẩu 100 lao động ủy ban nhân dân huyện cũng đã và đang chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả như tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động nắm được thông tin và có định hướng đúng đắn trong việc lựa chọn nghề nghiệp khuyến khích tạo điều kiện tốt nhất cho lao động đi làm việc có thời hạn ở ngoài tỉnh xuất khẩu lao động quan tâm hỗ trợ về vốn khoa học kỹ thuật cho người dân phát triển kinh tế gia đình đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường khảo sát nhu cầu học nghề để xây dựng kế hoạch đào tạo sát với thực tế kết nối doanh nghiệp tạo việc làm cho lao động sau đào tạo tới đây chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại